Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người cách mà chúng ta khắc phục cái lỗi hình ảnh mà nó không hiển thị lên á. Một ngày nào đó mà chúng ta mở thư mục hình ảnh ra mà chúng ta thấy nó không hiển thị cái hình ảnh lên để cho chúng ta nhìn thấy trước, thì chúng ta chỉ việc thực hiện một vài lít chuột thôi thì nó sẽ trở lại như bình thường cho chúng ta xem trước như mọi người. Vậy cụ thể các bước làm như thế nào thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cùng thực hiện như sau. Thứ nhất thì mình đi mở một cái thư mục chứa hình ảnh của mình ra nha các bạn. Và các bạn thấy mình đã mở một cái thư mục chứa hình ảnh rồi đó các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy tất cả những hình ảnh của chúng ta hiện bây giờ nó không hiển thị lên trước cho chúng ta nhìn nha. Tuy nhiên các bạn có thể link đúp để các bạn mở và xem từng tấm thì được nha. Nhưng mà nếu các bạn mà làm như thế thì chúng ta xem từng tấm thì nó rất mất thời gian khi chúng ta muốn lấy một cái tấm hình nào đó một cách chính xác nha các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn làm như thế nào để nó hiển thị ra bình thường như chúng ta hay sử dụng? Thì bây giờ các bạn làm như sau. Bước thứ nhất, các bạn vào cho mình Control Panel. Thì để vào Control Panel các bạn có nhiều cách nha. Và mình đã làm một cái video chia sẻ trên kênh nha, các bạn có thể xem. Và mình có thể để cái đường link bên dưới để các bạn có thể là click vào cho nhanh nếu các bạn chưa biết cách vào nha. Và mình đang thực hiện trên Windows 11 thì các bạn cũng có thể thực hiện trên Windows 10 hoặc Windows 8 8.1 cái tương tự nha các bạn. Rồi, như mình thì mình có sẵn cái Control Panel trên màn hình nền desktop. Mình có thể khởi động bằng cách click đúp. Tuy nhiên nếu các bạn chưa thấy trên màn hình nền desktop thì các bạn có thể làm như sau này. Các bạn click đúp vào cái disk PC hoặc là My Computer nha. Và sau đó các bạn coi trên cái màn hình phía trên này này, có một cái mũi tên qua bên phải, các bạn click xuống nha. Và các bạn lưu ý đừng có click mũi tên qua bên này nha. Các bạn click mũi tên ngay bên màn hình luôn nha, bên phải đó. Và các bạn thấy nó sẽ có Control Panel trong đây nha. Rồi bây giờ tạm thời mình đóng. Hoặc là các bạn có thể làm như sau. Các bạn vào cái chỗ mà kính lúp tìm kiếm này các bạn. Các bạn click vào nha. Và trên cái chỗ mà tìm kiếm này, các bạn đánh cho mình là Control nha. Các bạn chỉ đánh chữ CON thôi nó ra rồi. Và các bạn có thể click vào nha. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn ba cách mà chúng ta vào Control Panel trên Windows 10 hoặc Windows 11. Thì mình đang sử dụng Windows 11, các bạn có thể sử dụng các Windows tương tự. Và các bạn có thể vào bất kỳ cách nào Control Panel cũng được. Sau khi các bạn vào đây rồi thì các bạn quan sát cho mình vào cái chỗ mà View Bar nha. Các bạn nhấn cho mình cái mũi tên quay xuống này. Và các bạn chọn chế độ hiển thị cho mình nha. Mình đang chọn chế độ hiển thị thứ hai là biểu tượng lớn nha các bạn. Hoặc các bạn chọn hiển thị biểu tượng nhỏ cũng được. Rồi mình chọn cái ở giữa đi các bạn ha, cho dễ nhìn nha. Và sau đó các bạn quan sát và tìm cho mình đến cái chỗ mà có một cái chỗ giống như thư mục đấy các bạn, nó đang đóng đó, nó màu vàng. Và nó có ghi tên là File Extra Option thì các bạn. Rồi bây giờ mình click vào nha. Sau khi mà các bạn click xong thì nó xuất hiện cho các bạn một cái cửa sổ đó là File Extra Option đấy các bạn. Thì các bạn chọn cho mình vào cái mục thứ hai đó là View nha các bạn. Cái thẻ View đó. Rồi sau đó các bạn di chuyển xuống và các bạn quan sát cho mình cái mục đầu tiên là File and Folder này các bạn. Và các bạn thấy hiện bây giờ cái mục đầu tiên nó đang tick nha. Đó là Always Show Icon Never Thumbnail đó các bạn. Thì bây giờ các bạn chỉ việc click và bỏ cái dấu tick này đi cho mình nha. Và sau khi các bạn click và bỏ dấu tích rồi thì bây giờ các bạn chỉ việc nhấn cho mình Apply. Và sau đó các bạn nhấn OK nha. Rồi bây giờ các bạn đóng cái cửa sổ Control Panel này lại. Và bây giờ các bạn cùng mở những cái thư mục mà chứa hình ảnh các bạn muốn chèn hoặc muốn lấy đấy, xem nó đã hiện lên cho các bạn nhìn thấy trước nha. Rồi bây giờ mình click đúp để mình mở cái thư mục của mình đấy các bạn. Thì các bạn thấy rất nhanh, sau khi các bạn đã làm theo các bước mình chia sẻ nó thì nó đã hiện lên cho các bạn tất cả những hình ảnh mà các bạn muốn nhìn thấy. Và các bạn có thể chọn cho nó nhanh nha các bạn. Và là đến đây mình đã chia sẻ cho các bạn cách khắc phục cái lỗi mà không hiển thị hình ảnh nhìn thấy trước trên Windows. Có thể Windows 11, Windows 10, Windows 8, 8.1. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn thành công. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.